Con gấu bông ông ngoại đem từ dưới quê lên cho con á. Nè, ông ngoại tặng cho con này, con thích không? Con gấu bông này á, vừa vô vừa hôi nữa con không lấy đâu. Ba, ba, ba có sao không? Ba, ba không sao. Trời đất ơi, cái bình quý của tôi, ai, ai làm bể hả? Chị Xui, hồi nãy tôi lau cái tủ á, cái tôi lỡ tay, tôi làm rớt bể. Không sao đâu, có gì tôi đợi lại cho. Cái gì? Ủa, sao vậy con? Trời đất ơi. Đây, ngồi xuống nổi coi, trời ơi, sao mà ra nông nổi này với con? Dành dài, đây. Khi nào con nhớ ông ngoại á, con cứ ôm cái con gấu bông này coi như là con ôm ông ngoại, được không? Dạ. Ha. Trời ơi, quá trời thương rồi. Đó, rồi bây giờ á, con biết không, cái con gấu bông này ngày xưa là bà ngoại tặng cho mẹ con. Bây giờ ông ngoại thay mặt mẹ con tặng con gấu bông cho con, chịu không?